Xin chào tất cả mọi người, chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với bếp nhà mình. Hôm nay, bếp nhà mình sẽ làm món cà tím xào chay, xin mời tất cả mọi người cùng theo dõi nhé. Một trái cà tím chúng ta cắt cho vừa ăn. Ớt chuông màu chúng ta cắt vuông, hành lá cắt khúc. Cà tím chúng ta áo một muỗng canh bột năng. Gia vị sốt gồm có ớt băm nhỏ, 2 muỗng canh nước tương, 1 muỗng canh đường, 1 muỗng cà phê hạt nêm chay, 1 muỗng cà phê dầu hào chay. Một muỗng canh tương cà. Chúng ta trộn đều tất cả gia vị. Chúng ta cho dầu vào chảo, dầu nóng chúng ta chiên cà. Trở đều cà trong lúc chiên. Cà sau khi chiên vàng thì chúng ta cho ớt chuông vào xào.
Khi ớt chuông vừa chín thì chúng ta cho gia vị sốt vào. Nước sốt hơi sánh lại thì chúng ta cho hành lá vào đảo nhanh và tắt bếp. Chúc tất cả các bạn thành công. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong các video tiếp theo. Đừng quên ấn like và subscribe nếu bạn thấy video này bổ ích nhé.